Tối 12 tháng 5, ông Lê Như Chinh, giám đốc trung tâm công viên cây xanh Huế cho biết, một cây phượng trên địa bàn thành phố Huế bị bật gốc do mưa lớn khiến hai người bị thương. Sự việc diễn ra vào tối cùng ngày khi trên địa bàn thành phố Huế xảy ra một trận mưa dông lớn. Trận mưa dông kèm gió lớn khiến một cây phượng khoảng vài chục năm tuổi trồng trên vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, thành phố Huế bị bật gốc, ngã đổ xuống lòng đường. Vụ tai nạn khiến nhiều người đi trên đường hoảng sợ. Tuyến đường Trần Hưng Đạo bị tắc nghẽn do vụ tai nạn. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông. Rất may, hai người đi xe máy bị thương nhẹ. Trước đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thừa Thiên Huế đã có cảnh báo về mưa vừa, mưa to kèm dông sét xảy ra trên địa bàn. Theo đó, vào tối 12 tháng 5, trên tất cả các huyện, thị xã và thành phố Huế có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-40mm, có nơi trên 50mm.